Thân mến, chào các em học sinh khối 8. Hôm nay cô trò mình lại gặp nhau ở bài 17, sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng. Bài 17 gồm 3 phần. Phần 1, chúng ta đi tìm hiểu sự chuyển hóa của các dạng cơ năng. Phần 2, phát biểu định luật bảo toàn cơ năng. Phần 3, vận dụng. Các em sẽ biết được một số ứng dụng phong phú đa dạng của sự chuyển hóa này trong cuộc sống. Trước khi đi vào bài mới, chúng ta ôn lại kiến thức ở bài 16. Cơ năng có hai dạng, đó là thế năng và động năng. Thế năng gồm có thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi. Các dạng của cơ năng phụ thuộc vào các yếu tố sau. Thế năng trọng trường phụ thuộc vào khối lượng và độ cao của vật. Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng của vật. Động năng phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật. Mời các em xem một đoạn phim về môn thể thao trượt tuyết trên ván. So he has a combo that could, I mean, I want to call it easily, but could be Mark. Can he do it now? I'm just excited for this third rail feature. I have no idea. That's what he meant to do. Cab on in, back three out. On his second run, he did some sort of insane maneuver. Now we get to see Cadona go to work. Coming in this first jump, backside. One, two, three. Backside 1260. Perfect. Look for the switch. 1610. Backside triple quarter. Sau khi xem xong đoạn phim, cô có hai câu hỏi dành cho các em. Cô đã gửi vào file bài tập. Câu hỏi thứ nhất, tại sao vị trí xuất phát của vận động viên phải ở trên dốc cao? Câu hỏi thứ hai, tại sao khi đang trượt, vận động viên có thể nhảy được lên rất cao? Để trả lời được hai câu hỏi này, chúng ta phải bài học mới. Ta đi tìm hiểu sự chuyển hóa của các dạng cơ năng thông qua thí nghiệm 1 quả bóng rơi. Trường hợp 1, khi bóng rơi xuống. Tiến hành thí nghiệm như sau. Thả quả bóng từ vị trí A cho nó rơi từ trên cao xuống. Gọi B là điểm quả bóng tiếp xúc với mặt đất. Biết rằng A ở một độ cao nào đó. Những hình tròn màu trắng là ảnh chụp lại vị trí của quả bóng chuyển động được sau những khoảng thời gian bằng nhau. Và các em quan sát thấy rõ ràng khoảng thời gian như nhau, nhưng quãng đường chuyển động được quả bóng lại khác nhau. Càng xuống phía dưới, quãng đường càng lớn hơn. Điều đó cho ta biết vận tốc của quả bóng càng lúc càng tăng hay là càng giảm khi quả bóng rơi xuống. Sau khi quan sát thí nghiệm, các em trả lời câu hỏi: độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi như thế nào khi quả bóng đang rơi xuống? Chúng ta thấy rõ ràng độ cao của quả bóng giảm dần, vận tốc của quả bóng thì tăng dần. Vậy thế năng và động năng của quả bóng thay đổi như thế nào? Thế năng liên quan tới độ cao, phụ thuộc vào độ cao, còn động năng lại phụ thuộc vào vận tốc. Vậy thế năng của quả bóng giảm, động năng của quả bóng tăng. Thế cơ năng của quả bóng được chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào? Bây giờ chúng ta hãy phân tích một chút nha. Một dạng của cơ năng là thế năng bị giảm. Một dạng nữa của cơ năng là động năng lại tăng. Vậy ở đây một dạng năng lượng giảm, một dạng năng lượng tăng. Vậy thì dạng năng lượng nào chuyển hóa thành dạng năng lượng nào? Chúng ta rất dễ dàng trả lời. Thế năng của quả bóng đã chuyển hóa thành động năng của quả bóng. Ta xét trường hợp 2, quả bóng nảy lên. Sau khi rơi xuống, chạm vào mặt đất tại điểm B, quả bóng nảy lên đến vị trí A. Bây giờ ta xét quãng đường chuyển động
BA của quả bóng. Thì động năng và thế năng của quả bóng thay đổi như thế nào? Giải thích tại sao? Muốn biết động năng và thế năng thay đổi như thế nào, ta xét hai yếu tố, đó là vận tốc và độ cao của quả bóng. Trong quá trình chuyển động đi lên do lực hút trái đất, nên vận tốc của quả bóng sẽ giảm dần và độ cao quả bóng sẽ tăng dần. Vì vậy, động năng của quả bóng cũng sẽ giảm dần vì vận tốc của quả bóng giảm. Và thế năng của quả bóng cũng tăng dần lên vì độ cao của quả bóng tăng. Câu hỏi tiếp theo. Vậy cơ năng của quả bóng được chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào? Ở đây ta thấy động năng bị giảm, còn thế năng lại tăng. Vậy chắc chắn động năng của quả bóng đã chuyển hóa thành thế năng của quả bóng. Các em trả lời tiếp câu hỏi: ở vị trí nào thế năng của quả bóng lớn nhất, nhỏ nhất? Chúng ta đã biết thế năng phụ thuộc vào độ cao của vật. Vậy ở vị trí nào vật có độ cao lớn nhất? Ở vị trí nào vật có độ cao nhỏ nhất? Quan sát hình vẽ, ta biết ngay đó là vị trí A và vị trí B. Vậy câu trả lời sẽ là: ở vị trí A, thế năng sẽ lớn nhất do A ở vị trí cao nhất. Ở vị trí B, thế năng nhỏ nhất do B ở vị trí thấp nhất. Ý thứ hai của câu hỏi đó là: ở vị trí nào động năng của quả bóng lớn nhất, nhỏ nhất? Chúng ta cũng biết động năng của vật phụ thuộc vào vận tốc của vật. Hãy phân tích thí nghiệm. Khi quả bóng rơi từ trên cao xuống, càng xuống phía dưới, vận tốc của quả bóng càng tăng. Và khi chạm vào mặt đất tại điểm B, vận tốc của quả bóng đạt giá trị lớn nhất, cho nên động năng của quả bóng sẽ lớn nhất. Khi quá trình nảy lên càng lên cao thì vận tốc của quả bóng càng giảm do lực hút trái đất kéo xuống. Cho nên đến điểm A, đến vị trí A thì vận tốc đạt giá trị nhỏ nhất, cụ thể nó bằng 0, cho nên động năng của quả bóng nhỏ nhất. Để hiểu rõ hơn về sự chuyển hóa của các dạng cơ năng, chúng ta đi vào thí nghiệm thứ hai, con lắc dao động. Đầu tiên con lắc ở vị trí B, người ta gọi đó là vị trí cân bằng. Sau đó, người ta kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng B tới vị trí A rồi thả tay ra. Ta lấy vị trí cân bằng B làm mốc để tính độ cao chứ không lấy mặt đất. Ta quan sát chuyển động của con lắc. Như vậy, con lắc có độ cao lớn nhất ở A và C và thấp nhất tại vị trí cân bằng B. Quan sát và các em hãy mô tả chuyển động của con lắc. Chuyển động con lắc bắt đầu, nó đi từ A đến B, sau đó nó đi từ B đến C. Khi con lắc đi từ A đến B thì có sự chuyển hóa cơ năng từ dạng nào sang dạng nào, hãy giải thích. Các em muốn biết được điều đó thì các em phải xét thế năng và động năng của con lắc thay đổi như thế nào. Ta lại xét tiếp yếu tố độ cao và vận tốc của con lắc. Khi con lắc đi từ vị trí cao hơn là vị trí A xuống vị trí thấp hơn là vị trí B thì độ cao của con lắc sẽ giảm, vận tốc của con lắc tăng lên. Nên thế năng của con lắc giảm, động năng của con lắc tăng dần lên. Vì vậy, thế năng chuyển hóa thành động năng. Khi con lắc đi từ B đến C thì độ cao của con lắc tăng lên và vận tốc của con lắc giảm dần đi. Nên thế năng của con lắc tăng lên, động năng của con lắc giảm đi. Vì vậy, động năng giảm, cho nên động năng sẽ chuyển hóa thành thế năng. Các em có nhận xét gì về thế năng và động năng của con lắc ở các vị trí A, B và C không? Chúng ta đi phân tích. Tại B là vị trí thấp nhất nên thế năng của con lắc nhỏ nhất.
Đồng thời, vận tốc của con lắc tại điểm B là lớn nhất, cho nên là động năng của nó lớn nhất. Tương tự, tại A và C thì độ cao lớn nhất, cho nên thế năng của con lắc lớn nhất, nhưng vận tốc của con lắc lại nhỏ nhất. Tại vị trí B, thế năng nhỏ nhất bằng 0, do thế năng chuyển hóa hoàn toàn thành động năng. Tại A và C, động năng nhỏ nhất bằng 0, vậy do động năng đã chuyển hóa hoàn toàn thành thế năng. Sang phần 2, định luật bảo toàn cơ năng. Cô sẽ cho các em một ví dụ với con số cụ thể, các em sẽ hiểu rõ về định luật hơn. Ví dụ, ta thả quả bóng từ vị trí ban đầu A. Quả bóng có thế năng là 100 joule và động năng là 0 joule. Rơi đến vị trí C, thế năng giảm còn 80 joule và động năng tăng thêm 20 joule. Đến vị trí D là vị trí nằm giữa khoảng cách A và B, thế năng giảm còn 50 joule, động năng tăng lên 50 joule. Đến vị trí B nằm trên mặt đất, thế năng là 0 joule và động năng tăng lên 100 joule. Qua ví dụ trên, ta rút được ra hai nhận xét sau. Nhận xét thứ nhất, khi quả bóng rơi từ trên xuống thì thế năng của quả bóng giảm dần và động năng của quả bóng tăng dần. Thế năng giảm do một phần thế năng đã được chuyển hóa sang động năng. Nhận xét thứ hai, thế năng giảm bao nhiêu thì động năng tăng bấy nhiêu. Ví dụ ở vị trí C, thế năng giảm mất 20 joule, đồng thời động năng được tăng thêm 20 joule. Nhưng cơ năng thì bằng tổng thế năng và động năng, không đổi. Ở tất cả các vị trí, nó đều bằng 100 joule, do ban đầu nó có 100 joule. Định luật bảo toàn cơ năng được phát biểu như sau. Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng thì không đổi. Người ta nói cơ năng được bảo toàn. Phát biểu trên chỉ đúng trong trường hợp không có ma sát. Nếu có ma sát thì cơ năng không được bảo toàn. Ví dụ trường hợp quả bóng rơi từ vị trí A xuống mặt đất, khi nảy lên, nó không nảy lên tới vị trí A theo như lý thuyết, mà nó chỉ nảy lên tới vị trí thấp hơn vị trí A. Hoặc thí nghiệm của con lắc, khi con lắc dao động, con lắc chuyển động từ vị trí B đến vị trí A, nó không lên tới vị trí A được, mà nó chỉ lên tới vị trí thấp hơn vị trí A. Do vậy, thực tế có ma sát nên một phần cơ năng chuyển hóa thành một dạng năng lượng khác, ta sẽ học ở bài sau. Sang phần 3, vận dụng. Câu hỏi thứ nhất, em hãy nêu ví dụ về những hiện tượng trong cuộc sống có sự biến đổi cơ năng từ thế năng thành động năng, từ động năng thành thế năng, liên tục chuyển hóa giữa thế năng và động năng. Để trả lời ý thứ nhất thì các em suy nghĩ xem, muốn thế năng chuyển hóa thành động năng thì thế năng phải giảm và động năng tăng. Vậy ở ví dụ nào? Ta có thể lấy ví dụ xe đạp đang xuống dốc. Vậy có sự chuyển hóa từ động năng thành thế năng. Ném quả bóng rổ lên cao, động năng giảm và thế năng đã tăng. Liên tục chuyển hóa giữa thế năng và động năng. Em bé chơi xích đu ở công viên. Đó. Câu 2, hãy chỉ ra sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác trong các trường hợp sau. Mũi tên được bắn ra từ chiếc cung. Để trả lời được câu hỏi này, các em xem một đoạn phim về môn thể thao bắn cung. Really, really hard for me play after beat Novak in the last. Các em vừa quan sát
Mũi tên được bắn ra là mũi tên có động năng. Vậy động năng của mũi tên có được là do năng lượng nào chuyển hóa thành? Đó chính là thế năng đàn hồi của dây cung chuyển hóa thành động năng của mũi tên. Câu B, nước từ trên đập cao chảy xuống. Để hiểu rõ về hình ảnh này, cô cho các em xem một đoạn phim. Đây là đoạn phim mô phỏng về nguyên tắc hoạt động của nhà máy thủy điện. It is this pressure and flow that drives the turbine that is connected to the generator. Inside, các em thấy nước từ trên cao chảy xuống làm quay tuabin. Tuabin quay thì phát ra điện. Điện được hòa ngay vào lưới điện quốc gia. Dòng nước chảy xuống làm quay tuabin chứng tỏ dòng nước mang một năng lượng rất lớn, đó chính là động năng. Động năng của dòng nước có được là do nước ngăn trên đập cao giữ trữ năng lượng, đó là thế năng trọng trường. Vậy thế năng trọng trường của nước đã chuyển hóa thành động năng của dòng nước khi nước từ trên đập cao chảy xuống. Sang câu C, ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng. Chúng ta chia làm hai quá trình, khi vật đi lên thì động năng chuyển hóa thành thế năng của vật. Khi vật đi xuống thì thế năng chuyển hóa thành động năng của vật. Câu 3. Thả một viên bi lăn trên một máng hình vòng cung. Các em quan sát thí nghiệm. Câu hỏi thứ nhất, ở vị trí nào viên bi có động năng lớn nhất? Vị trí B, vị trí A, vị trí C và ngoài ba vị trí trên. Câu 2. Ở vị trí nào viên bi có thế năng nhỏ nhất? Vị trí C, vị trí B, vị trí A và ngoài ba vị trí trên. Chúng ta rất dễ dàng tìm xem ở vị trí nào động năng của nó lớn nhất. À, đó là vị trí C. Và ở vị trí nào nó có độ cao nhỏ nhất thì thế năng của nó sẽ nhỏ nhất. Cũng đó cũng chính là vị trí C. Phần dặn dò, các em về nhà học bài, làm bài tập mà cô đã gửi trên website của trường, hạn chót nộp bài tập vào thứ 6 ngày 24 tháng 4 năm 2020. Đọc trước bài 19, 20, 21. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Tạm biệt các em.